có một cái hoàn cảnh mình thấy rất là khó khăn. Ở thì ở phòng trọ, mẹ thì bệnh chắc là cũng nhiều lắm, thấy đi cũng không nổi nữa. Mà ba thì là gánh nặng triệu trên vai ba, tức là một mình ba là phải 5 người, 5 miệng ăn. Mà vừa rồi thì bị một cái tai nạn, tức là sắt nó đã cắt ngang cái mặt rồi, cách đây một tháng rồi. Rồi vừa rồi thấy ảnh lại đi làm sắt, ảnh lại bị té giang nữa, thì lại gãy chân nữa. Đâm ra thấy hoàn cảnh khó khăn quá. Nhưng mình thấy là mình thích một cái là ba đứa nhỏ. Hoàn cảnh thật là khó khăn nhưng tụi nó thật là học giỏi, thật là vượt khó. Mà bây giờ mà ngưng cái cuộc học, cái việc học của tụi nó lại thì đúng là mình sót. Con ngồi dậy cho con rửa. Hôm nay con không đi học à? Hôm nay con đi học buổi tối mà. Chân ma sao à? Bữa nay nó cũng đỡ hơn bữa ngày hôm qua. Nó đỡ đau hơn và nó có tiến triển hơn. À, nhất thử cái chân lên nha con. Nhất thì được nhưng mà nó còn ê ê ngay cái gót á. Con mấy đi học kỳ xong á. Con rảnh cho nên là thấy ba như vậy con muốn kiếm một công việc tăng thêm thu nhập con thấy sao. Công việc con kiếm ở đâu? Chưa biết con. Và con hỏi ý ba thế nào đó. Mà nếu mà con kiếm công việc á, thì con phải qua liên hệ với mấy chú bên phường đó ha. Rồi coi thử việc nó nhẹ vừa vừa phải với mình thôi. Cái quan trọng nhất đó là tụi con á, sáng học nhà mình đã nghèo rồi, con hiểu không? Mẹ con thì bệnh, ba thì như vậy nữa. Mình phải cố gắng học tập sau này á, cuộc sống à, của tụi con học tốt thì sau này tụi con nhờ. Thôi thì cố gắng đi nha. Anh Binh đâu rồi? Bên đây nè, nấu cơm ở dưới nhà bếp. Mẹ con cũng đang mệt lên á, chắc hồi hai đứa qua coi mẹ sao nha. Binh ơi. Ơi. Binh nấu cơm xong chưa? Đợi xíu, sắp xong rồi, đợi nồi canh sôi đã. Xong thì mang lên cho ba ăn nha. Cầm cho. Con sợ tay mẹ run cầm đổ để con đút cho mẹ ăn. Con ăn sáng chưa? Dạ con ăn sáng rồi. Sáng mẹ cảm mẹ khỏe. Này mẹ mệt lắm. Do sáng nay là chỉ còn mì gói mà ăn được. Mẹ hiểu mà biết mà. Tí mẹ ăn xong mẹ con đưa thuốc cho mẹ uống. Con thấy mẹ mệt quá, để chiều con đưa mẹ đi khám bệnh nha. Con thấy người ta bị bệnh, đưa ta đi chạy thận cũng khỏe lắm. Thôi con, mẹ uống thuốc cũng đỡ. Để tiền đó mà cho các con ăn học. Và lại ba mới té gãy chân nữa. Mẹ không sao đâu. Mẹ gượng được mà. Con nghe nói chủ nhà sắp lấy lại nhà không mẹ? Để mẹ hỏi lại cô chủ nhà thông cảm cho hoàn cảnh gia đình của mình. Rồi mẹ xin cô cho ở rồi thư thư thả thả qua Tết rồi
Mẹ sẽ kiếm nhà dọn đi. Con đang nhờ mấy bạn kiếm hỏi thông tin về nhà ở. Với lại là con muốn kiếm em con với con muốn kiếm thêm việc để làm, để phụ giúp ba mẹ. Con làm cái gì á? Dạ, tụi con vẫn chưa biết, để tụi con lên phường hỏi mấy anh mấy chị đây. Con làm, con hai anh em con làm, nhưng mà làm việc nhẹ nhẹ thôi nha. Dạ. Để con có sức khỏe, con lo học hành nữa. Mẹ không ăn nữa đâu. Con tí nữa con qua nhà cô Trang á, con hỏi là cô có gạo chưa, con xin cô Trang nấu cho ba con với tụi con ăn. Trang mày gói dày nóng mà mệt lắm. Để tí con qua con xin. Mẹ ráng chút nữa đi mẹ. Trường, hai đứa ngồi đi. Ủa sao không ở nhà chăm mẹ mà lên đây? Nha, ba mẹ em thì cũng đỡ rồi, nhưng mà ba em mới bị té gãy chân, chưa đi làm được, cho nên là em muốn kiếm một công việc vừa sức để có phần nào cho cái thu nhập của gia đình. Rồi giờ này sức khỏe mẹ làm sao rồi? Mấy hôm bữa thấy mẹ nghe nói là thuốc còn nhiều quá rồi. Thì tuần thì mẹ chỉ phải được có 2 đến 3 ngày, còn những ngày còn lại thì mẹ phải nằm liệt giường. Nên là em muốn kiếm một công việc này. Để anh coi thử. Đây, công việc thì rất là nhiều. Ví dụ như là quán cà phê hay phục vụ quán ăn. Tuy nhiên mà lứa tuổi, độ tuổi hai đứa chưa tới độ tuổi lao động, thì anh nghĩ là những chỗ đó họ rất là ngại và họ sẽ không dám nhận. Chỉ có một công việc nó lương nó sẽ tiền làm thu nhập nó sẽ ít, là công việc đóng IT show. Tuy nhiên là anh nghĩ là sẽ hỗ trợ được gia đình em trong cái giai đoạn này. Không biết ý của hai em như thế nào. Dạ, như tiền cũng được anh ạ. Tại vì gia đình em đang bị thiếu tiền nên công việc nào cũng được. Thì anh sẽ giới thiệu hai đứa chỗ chị này, chỗ cơ sở IT show này, và hai đứa sẽ tới gặp chị, để anh sẽ gọi trước và hai đứa tới để lấy atiso, xong về đóng theo mình làm bao nhiêu được thì mình được bấy nhiêu, cũng đỡ được cho hai đứa. Ít ra là cũng có đồng tiền để ăn uống trong giai đoạn mà ba đang bị tai nạn. Cảm ơn anh đã giúp đỡ bọn em. Cảm ơn anh. Những đứa trẻ vẫn luôn được mẹ cha bao bọc ngay cả trong đói nghèo, đang trở thành những lao động chính. Bởi đôi tay mẹ đã yếu, đôi chân cha cũng không thể đi lại sau những bệnh tật tai ương dồn dập. Bằng mọi cách, dẫu gian khó, những đứa trẻ vẫn đang gắng gượng để chì néo ước mơ con chữ. Ước mơ mà suốt hơn 10 năm qua, anh em Nhật Trường đã xây đắp bằng những tấm giấy khen treo kín vách tường những căn nhà trọ. Và hiện tại là những nỗ lực không ngừng nghỉ, cho dù trên vai chúng, nỗi lo đói nghèo vẫn mỗi lúc một chất chồng chịu nặng. Nhà trường cũng như là địa phương cũng rất là quan tâm đến hoàn cảnh của gia đình em, cũng như có quan tâm đến em. Cũng có những cái suất học bổng dành cho em, để em có cái một phần, góp một phần nhỏ bé để giúp cho em cố gắng nỗ lực hơn trong cái sinh hoạt cũng như là trong học tập của mình. Và cũng qua đây thì nhà trường cũng mong muốn là cũng được nhờ sự quan tâm giúp đỡ của các cấp các ngành và sự quan tâm của chương trình cũng như địa phương và nhà trường, thì em Trường sẽ cố gắng nỗ lực học tập tốt hơn nữa.